Hello, em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Sếp Bắt Cứng. Thì hãng Icomotive đã sản xuất ra một cái dòng sản phẩm siêu phẩm giúp trắng da nè, giúp da của chúng ta được đẹp hơn. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm là sữa tắm trắng nước hoa của hãng Icomotive. Thì hãng Icomotive rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà riêng về cái dòng sản phẩm là mềm kem tắm trắng mềm nước hoa này, nó có sự khác biệt là nó sẽ là một cái dòng sản phẩm tắm trắng nhưng mà dạng kem nha mọi người, xài rất là hiệu quả và rất là ok. Đây là con dòng sản phẩm này giúp cho da của mấy chị sẽ được khôi phục hơn cũng như là sẽ được trắng sáng hơn. Đây là một cái dòng sản phẩm không những là mình vừa dưỡng trắng, vừa làm trắng da cũng như là vừa làm cho da của mình ấy, nó có một mùi hương thơm và nó còn có một cái điểm là nó sẽ giúp trắng da rất là nhanh. Đây mọi người, ở cái phía bên này thì cái mẻ vạch chết của sản phẩm, thông tin sản phẩm và công dụng sản phẩm là làm trắng da, dưỡng toàn thân, dưỡng da, xe kích lỗ chân lông, giúp ngăn ngừa lão hóa cho da. Thành phần thì nó có ghi đầy đủ trên cái bao bì sản phẩm, kể cả cái tem chống hàng giả hiện tại là hàng Icomotive rất là hot, cũng như là hàng giả rất là nhiều, nên mọi người cẩn thận khi mua về cái dòng sản phẩm của Icomotive nha mọi người. Bởi vì hàng giả hàng nhái rất là nhiều nên á, mình phải lưu ý mua những cái chỗ uy tín chất lượng cũng như là những cái chỗ mà có cái điểm uy tín để mình mua về để mình sử dụng được an toàn nhất nha. Đây mọi người, đây là cái dòng sản phẩm có dung tích là 150ml nha. Đó, thì hôm nay em sẽ khui ra cho mọi người, đây là cái số solo ngày sản xuất hạn sử dụng của dòng sản phẩm này. Đây. Và bây giờ em sẽ mở cái chai này ra cho mọi người xem nha. Cái dòng này á, xài rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Mỗi lần á, mình xài mình cảm thấy cái da của mình được sáng hơn. Đây là nhờ cái dòng sản phẩm là kem dưỡng, gọi là tắm trắng mà vừa là kem dưỡng luôn nha mọi người. Đây, cái này nó có ngày sản xuất hạn sử dụng được in 2 lần ở trên cái hộp này. Đây mọi người, một cái chai sữa tắm nước hoa rất là gọn gàng, rất là dễ thương như thế này. Và cái dung tích của nó là 150ml. Đó, thì cái dòng sản phẩm này bao bì của nó là bằng một cái chai nhựa như thế này nha mọi người, bằng một cái chai nhựa như thế này nè. Đó, ở phía dưới của sản phẩm này cái đít chai của nó cũng có chữ Icomotive, mọi người có thấy rõ không? Đó, nó có chữ E nè mọi người. Đó, và xung quanh là những cái logo công ty đó, nó ghi một cái dòng chữ logo công ty và chính giữa là cái logo thương hiệu của dòng sản phẩm Icomotive. Và cái dòng sản phẩm này khi mà nó tắm, khi mà mình tắm lên, nó cảm giác da của mình rất là trắng, rất là mịn nha mọi người. Rất là thơm mùi nước hoa luôn. Sử dụng cái em này rất là đơn giản luôn mọi người, chỉ cần là mọi người á là mua về nè, sau đó là mọi người sẽ là làm sạch da, massage nhẹ nhàng, kem thẩm thấu trong 5 giây và mỗi tuần là mọi người sử dụng là 2-3 lần để kem ủ qua đêm, kết hợp với kem dưỡng body sẽ giúp cho làn da của chúng ta được sáng và tông nhất. Làm mỗi tuần 2 lần là mọi người sẽ là thoa trực tiếp lên da và ủ trắng qua đêm, thì da của mấy chị sẽ được bọc tông cũng như là những cái tinh thể nước này nó sẽ gọi là thẩm thấu vào da rất là nhanh và không hề gây bớt rít, cũng như là khi mà thoa lên da cảm giác là cái da của mình rất là mát, rất là mịn, rất là mượt nha mọi người. Ai mà muốn mua dòng sản phẩm tắm trắng gọi là tắm trắng ủ trắng á, thì có thể là mua cái dòng sản phẩm này về để giúp cho da của mình được cải thiện trắng nhanh hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết. Đây là dòng sản phẩm mới nhất của hãng Icomotive với cái mức giá cực kỳ bình dân. Chị nào muốn mua cũng như là chị nào muốn làm hệ thống đại lý cũng như là nhà phân phối, và bên em luôn luôn tuyển sĩ trên toàn quốc. Đối với những chị nào ở xa thì hãy nhanh tay inbox cho em qua số điện thoại Zalo là 0933 766 739 hoặc là 0773339279, thì em cam kết cái dòng sản phẩm này sẽ đem lại một cái làn da rất là tuyệt vời cho tất cả các chị yêu, không những trắng mà có một mùi hương nước hoa sang chảnh nha. Hãy nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838057 nha mọi người. Đây là một cái em tắm trắng siêu phẩm, gọi là tắm trắng mà mọi người không cần phải là tắm lại với nước, gọi là tắm trắng vừa là kem và vừa là tắm trắng nha mọi người. Rất là thích luôn, với cái một cái chai rất là xinh xắn như thế này thì mọi người có thể là xài trong vòng từ 2-3 tháng mới hết nha. Chai này dùng cũng khá là tiết kiệm, cũng như là cứ mỗi tuần là 2-3 lần nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp. Bên em có số điện thoại hotline nè, mọi người có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0355 838057 để được đặt hàng nha. Facebook Trần Thị Alice nha mọi người, đây là cái Facebook chính của bên em về tất cả các dòng mỹ phẩm nha. Mọi người có thể là lướt xuống dưới này nè, đó, để xem rất là nhiều dòng hàng bên em đang được đăng tải cũng như là bên em hàng đi hàng ngày nha mọi người, rất là nhiều mặt hàng luôn. Thì mọi người có thể xem trực tiếp trên cái Facebook của bên em là này, hoặc là xem qua cái trang Bayer của bên em nha. Ôi, xin chào tất cả các chị yêu nha. Thì mọi người ghé qua cái mỹ phẩm chính hãng Sếp Bắt Cứng là cái tên cái trang Bayer của em. Mọi người nhấn giúp em một cái lượt thích trang nha mọi người. Sau đó là mọi người sẽ kéo xuống dưới này nè, để xem những dòng sản phẩm tại shop bên em đăng tải.
Cũng như là chị nào mà muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với chúng tôi hoặc là nhắn tin vào Messenger này. Mọi người sẽ kích vào và nhắn tin cho shop anh em để có người tư vấn và hỗ trợ giúp cho chị em chúng ta đẹp hơn nha. Hãy nhanh tay đặt hàng nha mọi người.